Tâm nơi bất khả thuyết kiếp tu hạnh Bồ Tát, tâm giải thoát tất cả sự trói buộc của ma, tâm tiêu diệt tất cả chúng ma quân, tâm trí huệ quang minh, chiếu rõ, pháp vô thượng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, tu pháp môn hồi hướng, lại đem đủ thứ, xe báu, bố thí cho hàng nhị thừa, thanh văn duyên giác. Khi Ngài bố thí thì Ngài sinh khởi những tâm niệm như vậy. Tâm ruộng phước, tự mình tu công đức là tự mình gieo trồng ruộng phước, nhưng cũng phải làm ruộng phước cho chúng sinh, để cho họ đến cầu phước. Tâm tôn kính, tâm tôn trọng Phật, tôn trọng Pháp, cung kính, tam bảo, tâm biển công đức, phải sinh tu vô lượng công đức, có thể từ sinh tu nghiệp lành, tích tụ căn lành, sinh ra tâm đại trí huệ, tâm từ trong công đức thế lực của Phật sinh ra. Phật trong trăm ngàn ước, na do tha kiếp, riêng tu tập các Phật Pháp, tâm ở trong bất khả thuyết kiếp tu hạnh Bồ Tát, tâm tự tại, nhìn thấu suốt, buông xả được, giải thoát khỏi sự trói buộc của ma, tâm phá hủy, tiêu diệt được tất cả ma quân, thường hộ trì tam bảo, tâm trí huệ quang minh, chiếu soi pháp vô thượng cầu thành đạo. Đem hết thảy căn lành bố thí, xe hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh làm ruộng phước bậc nhất, cho thế gian tin đầy đủ bố thí ba la mật vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi lời nói vô ích, thường thích ở một mình, tâm không có hai niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành ruộng phước thanh tịnh bậc nhất, nhiếp lấy các chúng sinh, khiến cho họ tu phước nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành vực sâu trí huệ, ban cho chúng sinh vô lượng vô số căn lành quả báo. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh vô ngại, đầy đủ ruộng phước thanh tịnh bậc nhất. Khi Đại Bồ Tát bố thí xe báu cho hàng bậc thánh nhân nhị thừa, thì Ngài sinh khởi mười thứ tâm dưới đây, tiếp tục đem hết thảy căn lành bố thí xe hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hết thảy mọi người trên thế gian cùng tin tưởng, tin Ngài là ruộng phước tốt bậc nhất trên thế gian, vì Ngài đầy đủ công đức bố thí vô thượng, tu hành viên mãn, pháp môn bố thí đứng bờ kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa mau bệnh, lời nói không có ích, vì tập khí hí luận đó đối với mình và người đều chẳng có lợi ích, chỉ lãng phí thời gian. Nếu khi muốn nói thì nói lời có lợi ích cho mọi người, mà còn phải chú ý không nhất thời,